Các loại vaccine sau khi tiêm cần ít nhất một tuần cơ thể mới bắt đầu có sự gia tăng kháng thể và phải đến tuần thứ hai mới đủ khả năng bảo vệ cơ thể trước dịch bệnh. Chính vì vậy, trước khi học sinh quay lại nhập học năm học mới vào đầu tháng 9, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mũi tiêm cho trẻ em trong độ tuổi trước ngày 20 tháng 8 năm 2022. Học sinh bước vào khai giảng năm học mới sau một thời gian dài nghỉ hè, có thể nguy cơ dịch COVID-19 sẽ gia tăng. Các em cần phải được tăng cường miễn dịch bằng cách tiêm đủ mũi vaccine theo yêu cầu để được bảo vệ trước làn sóng mới của dịch bệnh và trước các biến thể của virus SARS-CoV-2. Hiện nay, một số quận huyện đang có tiến độ tiêm chậm cho trẻ em. Cụ thể, 1. Đối với lứa tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, Cầu Giấy, mũi 1 đạt 12,4%, mũi 2 đạt 5,2%, Đống Đa, mũi 1 đạt 19,5%, mũi 2 7,5%, Thanh Xuân, mũi 1 20,3%, mũi 2 6,6%, Ba Đình, mũi 1 21,9%, mũi 2 7,4%, Nam Từ Liêm, mũi 1 22%, mũi 2 7,2%. Tiêm mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, Hai Bà Trưng 0,9%, Quốc Oai, Gia Lâm 3,1%, Long Biên 4,6%, Sơn Tây 6,4%.